Đây là bé rắn tên Bò Sữa, bé năm nay được 5 tuổi rồi đó các bạn. Và cái tên Bò Sữa là do ngoại hình nó nhìn giống con bò sữa Long Thành đó nha. Đây là mẹ của 11 đứa con rồi đấy, đúng gái 11 con trong mồm con mắt nhỉ. Nếu mà được chăm sóc kỹ càng với chế độ ăn hợp lý thì Bò Sữa hoàn toàn có thể sống đến 40 năm, trong khi tuổi thọ thực tế của loài này ngoài tự nhiên chỉ vào khoảng 15 đến 20 năm. Rắn là loài không cần diện tích quá nhiều khi nuôi chúng nên nhiều bạn đặt câu hỏi sao mình nuôi rắn trong cái kệ này. Thực ra nó tùy thuộc vào loại rắn hoặc trăn các bạn đang nuôi. Đối với những loài trăn rắn lớn như gấm anaconda thì nó thực sự cần không gian bự để di chuyển. Không gian quá nhỏ sẽ khiến những loài khổng lồ như vậy bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng, nhưng với những dòng rắn nhỏ như loài rắn vua của Bò Sữa, diện tích vừa phải sẽ giúp nó không bị stress và người nuôi có thể kiểm soát được sức khỏe của rắn dễ dàng hơn. Thứ quan trọng nhất đối với một con rắn đó chính là nước sạch và chuồng trại vệ sinh. Hiểu được nhu cầu thiết yếu của con vật và đáp ứng đủ những nhu cầu đó sẽ khiến chúng ta không mất nhiều thời gian để chăm sóc, nhưng các bé rắn thì luôn khỏe mạnh nè.